Mình tên là Nguyễn Dương, bên chỗ công ty vận tải Phương Đông. Thì đây là lần đầu tiên mình tới học khóa là bên chỗ trường BDCA. Thì theo mình cảm nghĩ sau cái hai ngày học tập á, thì trước kia mình tất cả những cái vấn đề mà mình đang hiểu là cái vấn đề mơ hồ, thì chưa rõ là ở cái sắp xếp trình tự những công việc hay sắp xếp những cái mà phòng ban này nọ. Thì sau 2 ngày mình học rồi mình cảm thấy là có những cái chiến lược, xây dựng chiến lược như thế nào, rồi là hệ thống như thế nào, rồi là đào tạo con người ra làm sao, rồi tất cả các cái phúc lợi, nói chung là những cái để mà giữ nhân viên hay là tuyển dụng phát triển nhân viên gì đó. Thì sau 2 ngày học đó mình cảm thấy là rất là hữu ích. Mình có thể là sau này mình những cái bài học đó mình sẽ áp dụng về cho doanh nghiệp của mình luôn. Thế cũng sắp tới mình sẽ tham gia một cái khóa học tiếp theo nữa là tự động hóa doanh nghiệp. Thì mình cũng rất là cảm ơn, rất là biết ơn thầy Đỏ đã hướng dẫn cho mình là những cái bài học rất là quý báu. Thì trước kia mình còn đã làm rồi, đã làm doanh nghiệp rồi, nhưng mà có những cái đang còn mơ hồ, cũng chưa thực tiễn được. Rồi là những cái doanh nghiệp mà nhỏ cũng mới bắt đầu khoảng chừng một vài năm thôi, hoặc là ba bốn năm gì đó, mà cái mà cơ hội phát triển mà chưa gọi là chưa đạt tới một cái vấn đề mà hiệu quả. Thì mình khuyên mấy bạn là tất cả các bạn là phải nên tham gia để làm sao để sau này mình biết cái quy trình xây dựng cái công ty, cái doanh nghiệp của mình bài bản phát triển một cách hiệu quả, chứ không thể là mà nói làm ở theo cái mình biết đến đâu làm đến đó. Thì mình cũng khuyên tất cả mọi người để mà có, nếu có cơ hội thì nên tới cái trường mà BDCA để mà tham gia học hỏi những cái khóa như vậy. Thank you.